Today's enlightening entertainment will be presented in all seas of Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Trong văn hóa Âu Lạc, Việt Nam, cải lương là một nghệ thuật sân khấu rất phổ thông, có nguồn gốc cách đây khoảng 3 thế kỷ, khi miền Nam trù phú còn là một vùng đất mới. Trong những người bắt đầu định cư tại miền Nam vào thời đó, có các nhạc công xuất thân từ đoàn ca nhạc cung đình Huế. Nhờ thế, loại nhạc thường chỉ dùng trong cung đình đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian. Dần dần những bài bản mới được sáng tác, nhiều nhóm đờn ca tài tử được hình thành, lấy ca hát làm thú vui tao nhã. Khoảng năm 1912 đến 1915, diễn viên chính của các đàn nhạc bắt đầu thêm điệu bộ đi kèm với bài hát của họ. Từ đó phát sinh ra một hình thức mới là ca ra bộ. Các nghệ sĩ đối đáp có khi dùng bài ca để đối thoại. Ca ra bộ tiếp tục phát triển để tạo nên một bộ môn nghệ thuật sân khấu gọi là cải lương. Dàn nhạc cải lương thường bao gồm một cái đàn lục huyền cầm, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh và đàn bầu. Nội dung của các vở cải lương đều chuyên chở tình người và giá trị đạo đức, đối thoại thâm thúy, lời ca tiếng nhạc nhịp nhàng, giàu giai điệu. Đây là một vài lý do khiến bộ môn cải lương có một chỗ đứng lâu bền trong lòng người dân Âu Lạc. Dịp Tết Nguyên Đán năm 2007, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời với các hội viên chúng tôi tại Formosa, Đài Loan, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng hát lên bài vọng cổ Tu Là Cội Phúc của soạn giả Viễn Châu mà Ngài đã thuộc lòng từ thời niên thiếu. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua trích đoạn bài vọng cổ này. Ai nức nở quỳ điền khi chuông chùa vừa đêm tiếng công phu, tín nữ ơi sao người lại muốn đi tu dưới kinh kệ và quen mùi đạo hành. Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làn phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã nở hay vẫn dương nở nần, người đi tu vì chán mùi chung định và cảm thấy cuộc đời là hố thăm ganh sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau mà người mới toan mượn cửa ăn tiền để chôn lấp mạch đầu thương và tôi pha bao nỗi niềm đau khổ. Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các nghệ thuật sân khấu từ Âu Lạc, Việt Nam, cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ nét đẹp và văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu xinh đẹp của chúng ta. Vở tuồng cải lương Liên Hoa Sắc được chuyển thể từ một truyện cổ Phật giáo về cuộc đời bất hạnh của một mỹ nhân mang tên Liên Hoa Sắc.
nghiệp quả và hoàn cảnh không may có thể làm con người thay đổi tâm hạnh, chìm đắm trong vô minh. Nhưng thiên tánh nội tại vốn rực rỡ thường hằng như đóa sen thanh tịnh giữa chốn bùn nhơ. Tiên hoa sắc biểu tượng cho vẻ đẹp thánh thiện bên trong. Một khi được khơi dậy bởi bậc khai ngộ, linh hồn sẽ tỉnh thức, quay về nẻo giác. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức phần 1 vở cải lương Liên Hoa Sắc của soạn giả Thanh Kim Huệ. Vở tuồng này sẽ được trình chiếu trong 2 kỳ qua phần diễn xuất của các nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trong vai Liên Hoa Sắc, Kiều Mai Lý trong vai người mẹ, Mai Thanh Dung trong vai người vợ, Hồng Đào trong vai Hoa Linh, Hoàng Nhất trong vai Mục Kiền Liên, Linh Trung trong vai người chồng trước, Bảo Giang trong vai người chồng sau, Vũ Quang trong vai khách mua hoa, Hữu Thành và Duy Hùng trong vai đạo sĩ cùng các nghệ sĩ khác. Đạo diễn dàn dựng vở Liên Hoa Sắc là nghệ sĩ Thanh Điền cùng với sự đạo diễn của nghệ sĩ Xuân Phước, cổ nhạc do nghệ sĩ Văn Giỏi và tân nhạc do nghệ sĩ Thái An phụ trách. Xem lão ấy có còn lấn áp chúng ta được nữa hay không. Một khi mất hết thanh danh vì chúng đệ tử không tròn đạo hạnh,
giới đức tiêu tan rồi tiếng xấu tràn lan. Nghĩa là sao? Huynh nói mau cho để đây tường tận. Có cách gì hay làm mà quy thế lão lung lay? Để cho nóng lòng rồi ta sẽ giải bài thôi. Cái ấy thật tuyệt vời, không còn gì hay hơn. Các đệ tử của lão xưa nay danh đình thấm hạnh, nhưng đến phút này đây thì phẩm hạnh ấy còn chăng? Đệ vẫn chưa hiểu ý của huynh. Ta đã sắp đặt cả rồi. Đệ có nghe qua danh tiếng của nàng Liên Hoa Sắc chứ? Nàng ấy là một kỳ nữ tài sắc biện toàn, chúng dân nam tử trong thành đều chạy theo nàng để dâng hiến tiền tài của cải. Nhưng nàng ấy đâu có liên quan gì đến chuyện này. Đệ không hiểu gì cả. Các đệ tử của lão Cù Đàm dù thanh cao đức hạnh, nhưng chúng quý họ cũng chỉ là một con người. Họ ít tiếp xúc với chúng dân thế tục. Nhưng ai dám đảm bảo rằng các ngài ấy không rung động trước nhan sắc nữ lưu? Một khi ta đối diện cùng hàng nữ lưu tài trí lão luyện như Liên Hoa Sắc, hay lắm. Kế của huynh thật thâm sâu, để vô cùng bái phục. Một khi ta đã ra tay thì đừng mong ai thoát khỏi. Ta đã hẹn cùng nàng Liên Hoa Sắc, nàng ấy sẽ đến đây để làm theo kế hoạch của ta. Ok, sư huynh, hình như nàng đã đến. Xin chào Liên Hoa Sắc. Xin chào. Ngài đợi ta có lâu không? Không, ta cũng vừa mới tới. Ngài cho mời ta đến gặp ngài, có chuyện gì quan trọng không? Có một việc rất là quan trọng, ta muốn nhờ nàng. Các ngài là đạo sĩ thì có gì quan trọng phải nhờ ta? Nè, ta không có biết tu hành đâu nha. Không, ta đâu phải cần nàng tu hành luyện phép như chúng ta, mà muốn nhờ nàng giúp chúng ta một việc. Việc gì? Ngài nói đi, để xem ta có làm được hay không. Ta thiệt nghĩ việc này nàng sẽ làm được. Chẳng những làm được mà còn làm xuất sắc nữa kìa. Ta chẳng hiểu, ngài nói mau đi, ta phải làm gì? Chẳng cần nàng phải làm gì khó nhọc, mà chỉ cần nàng... Ta phải làm sao? Quyến rũ một người. Có lẽ việc này không khó đối với nàng, phải không? Tưởng là việc gì kinh thiên động địa, chứ chuyện quyến rũ một người thì đối với ta đâu có gì là khó. Ta chẳng cần làm gì cả, mà chỉ cần một ánh mắt đồng đưa hay với một nụ cười. Công hả? Cái gì?
chưa chắc thành công. Ngài nói có quá lắm không? Ai mà lại có thể chống chọi nổi với Liên Hoa Sắc này chứ? Chúng ta biết rằng Liên Hoa Sắc là một kỹ nữ vang danh khắp thành này. Một khi kẻ nào gặp nàng đều quỳ phục dưới chân. Nhưng có một người. Người nào? Nói mau đi. Người này là đệ tử của Cù Đàm. Là ai? Mục Kiền Liên. Hả? Mục Kiền Liên là một trong những đệ tử xuất sắc của Đức Phật à? Phải. Chúng tôi được biết hôm nay Mục Kiền Liên sẽ đi khất thực ngang qua đây. Vì vậy chúng tôi muốn nhờ nàng chặn đường người và giở trò quyến rũ. Vở kịch này hay đó. Ta cũng rất hân hoan khi được tham gia một vai diễn đúng sở trường. Nhưng mà nè, đệ tử Cù Đàm nổi tiếng nghiêm trang, không biết ta có hoàn thành nhiệm vụ được chăng? Liên Hoa Sắc mà cũng mất tự tin như thế sao? Không phải, nhưng từ trước tới giờ ta chỉ quyến rũ những kẻ giàu sang thế tục, những kẻ háo sắc đa tình. Còn đằng này là Thích Tử Sa Môn, ta chưa thử tài qua lần nào nên chưa biết. Ta không tin. Ta không tin có ai mà không xa vào lưới tình của Liên Hoa Sắc. Ta nghĩ nàng có thừa mánh khóe để chiêu dụ Mục Kiền Liên. Xong việc rồi, ta sẽ trọng thưởng cho nàng như nàng mong muốn. Chào tôn giả Mục Kiền Liên, đệ tử tinh yêu của Đức Phật. Mô Phật. Chẳng hay ngài đi đâu vậy? Mô Phật, đã đến giờ tôi đi khất thực. Làm đệ tử của Đức Phật cũng cực nhọc quá nhỉ? Phải đi khất thực kìa. Như vậy chẳng khác nào một kẻ ăn xin. Phải. Phật dạy chúng tôi phải buông bỏ tất cả. Cung vàng điện ngọc không là gì vướng bận. Cơm khất thực ngàn nhà, đệ tử biết mình phải luôn tri ơn thi chủ đàn na. Nhưng mà chịu cực khổ như vậy để có gì vui? Có chứ. Vui trong đạo pháp, vui trong niềm thoát tục. Cái vui mà người trần gian khó tìm thấy được. Một khi còn vướng mắc vào vòng danh lợi đua chen, không thể nào thấy được niềm vui mãi toàn tính lo âu, mãi u sầu phân vân, bị trói chặt vào danh lợi bạc tiền thì chỉ còn biết có tiền giấc ngủ chẳng được tròn.
Này Mục Kiền Liên, ta thấy chàng cũng là một nam nhân đẹp đẽ, dáng dấp hiên ngang, sao lại phí bỏ đời mình để khoác vào chiếc áo nhà tu khổ hạnh? Ta hỏi thật nha, chàng có biết yêu không? Thưa, tôi biết. Thấy chưa, ta nghĩ là chàng cũng biết yêu, vì chàng cũng giống như mọi người. Và trên đời này có gì cao hơn tình yêu được chứ? Cô nói đúng. Chàng cũng chấp nhận lời ta là đúng mà. Phải, trên đời này nếu ai không có tình yêu thì sẽ không hiểu được ý nghĩa gì trong cuộc sống. Nói thế chàng cũng đã yêu thế tình yêu của chàng như thế nào? Có mãnh liệt không? Có sai đắm không? Chàng có thể vì tình yêu ấy mà làm tất cả không? Dân, ta đã yêu một tình yêu rất chân thành mãnh liệt, và ta có thể vì tình yêu đó mà đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống của mình. Vậy chàng đã yêu ai? Ta yêu nàng vì nàng cũng là một chúng sinh như muôn ngàn chúng sinh đang trôi lăn trong ba đường sáu nẻo. Ta yêu chúng sinh, yêu tất cả muôn loài, và vì tình yêu ấy, dù phải trải qua trăm ngàn thân xác để cứu độ sanh linh, thì ta cũng sẵn sàng và hân hoan chấp nhận. Thôi, chàng đừng nói những lời cao xa khó hiểu. Ta chỉ biết rằng ta là phận gái. Và chàng biết không, tình yêu là điều thiêng liêng nhất. Với người con gái thì điều đó lại càng thiêng liêng hơn. Chàng ơi, lần đầu tiên khi gặp chàng, cùng ai nên nghe châu trân cho đời thêm vui, ta chỉ mong rằng sẽ cùng nhau sanh bước trần thế thân tha. Yeah.
nàng ơi, hãy cùng ta vui trọn niềm vui. Xin cô đừng làm thế, mọi người nhìn vào sẽ cười chê tôi là kẻ tu hành mà không tròn phẩm hạnh. Ta không cần gì cả, chỉ biết rằng ta yêu chàng. Liên Hoa Sắc, dừng lại đi. Cuộc đời của nàng trước kia là những chuỗi ngày đắng cay đau. Sao không biết tự ăn năn sám hối mà hôm nay lại muốn xa chân vào bóng tối đêm dài. Ta chợt xót thương thay cho phận gái lạc loài, bởi cuộc đời không may xô đầy kim đoá đại nạn cánh chiều. Mình vì đơn sơ mà cũng chẳng được.
rớt tròn như mong. Có phải cuộc đời là đầy những bất công, sao trời nỡ phụ lòng không cho tròn hạnh phúc? Vì trong cuộc đời nhân duyên kết theo bao đời, ta khổ đau gì xưa ngoại đạo toan hãm hại kẻ tu hành nữa sao? À, ngài nói sao? Cô không thể che giấu được tôi đâu, tôi biết rõ, và khuyên cô hãy dừng chấn lại. Xấu xa tội lỗi vì chuyện đời tôi lắm eo le. Nếu ngài biết được, e rằng ngài cùng bịt tai quay mặt. Không, cô hãy nói đi, xem như đó là lời sám. Trời ơi, ai mà đẹp quá vậy trời? Đẹp mà nhìn không ra luôn, ai vậy hả? À, trời ơi, thì ra là mình đó. Sao mà đẹp dữ vậy không biết. Trời ơi, nhìn không ra luôn đó. Tưởng đâu là gái 17, 18 tuổi thôi trời. Đẹp quá đi à. Ồ, chà, cái áo này coi cũng được lắm đó ha. Kìa mẹ, hôm nay mẹ lại mua áo mới nữa hả? Liên Hoa Sắc. Mẹ mới mua nhiều lắm đó nghe. Sáng nay ra chợ thấy áo nào cũng đẹp, mẹ mua hết về đó. Nè, con có muốn thử không? Dạ thôi, con còn nhiều áo lắm. Còi còn đó, không biết sửa soạn gì hết á. Phải sửa soạn lên đi cho nó đẹp. Thấy mẹ không? Bạn bè của mẹ ai cũng bảo mẹ trẻ hơn cái tuổi thật của mẹ nhiều. Nhờ mẹ biết trang điểm nè, biết sửa soạn đó nha. Nhưng mà con không có quen chân diện xe xua. Như vậy cũng được rồi mẹ à. Ủa,
con Hoa Linh, con gái con đâu rồi mẹ? À, nó vừa đi ra ngoài. Mẹ sai nó đi mua nhân sâm về nấu canh cho mẹ ăn. Hơi, dạo này da nó hơi nhăn. Ủa mà sao kỳ vậy ta? Nó có nhiêu tuổi rồi mà sao da nó nhăn hết trơn vậy nè? Tôi nghĩ tôi còn trẻ lắm mà. Bởi vậy cho nên á, mẹ mới ăn canh sâm để bồi bổ cho da nó tươi lại đó con ơi. Dạ, con chào mẹ, con chào ngoại. Nhân sâm con mua về rồi, ngoại chỉ cho con nấu đi. Nè, ở nhà thì gọi là ngoại, ra đường thì phải gọi là bà Tần Sa La Phu Nhân, nghe chưa? Sao kỳ vậy ngoại? Trời ơi, trời ơi, mày gọi ta là bà ngoại rồi mọi người tưởng là tao già rồi sao hả? Thì dù gì ngoại cũng già rồi. Nín hả? Ai sao mày dám nói tao già hả? Còn nói một lần nữa đó hả là tao đánh đòn mày, nghe chưa? Tao vẫn còn xuân sắc, sao dám nói tao già? Già tao còn mơn mơn, nhan sắc vẫn ngậm mà. Tao già chỗ nào đâu, mày phải nói cho ra hả? Không kịp chết với tao. Tại con thấy ngoại lớn tuổi rồi chứ bộ, đâu có trẻ gì đâu mà cấm con nói ra. Liên Hoa Sắc à, trời ơi, trời ơi, mày dạy con mày vậy đó hả? Trời ơi, nó dám trả tiền với tao, trời ơi là trời ơi. Thôi con à, ngoại không thích á thì đừng có nói vậy. Thôi thôi, vào trong lo nấu canh sâm đi. Dạ, con chào ngoại. Ý không, con chào bà Tần Sa La Phu Nhân. Mẹ à, cha con mới mất chẳng bao lâu, mẹ đừng có chân diện quá, con sợ người ta dị nghị. Ai vậy này? Trời ơi là trời, ai dám dị nghị tao? Chồng tao, chồng của tao á, cha của mày ha, ông qua đời đã một năm rồi, chết hỏi gì sao? Sáng nay con thấy có người đưa tin, chắc chồng con nhắn tin về hả mẹ? À, chồng con có nhắn tin về nói rằng ngày mai xong việc rồi nó về. À, vậy là chồng con ngày mai về. Để con chạy ra chợ mua sẵn những thứ cần dùng. À, chờ chồng con về ăn. À thôi, con đi nha mẹ. Chỉ giùm con nấu canh xong đi ngoại. Ôi, có bao nhiêu đó mà làm không xong, phiền quá đi. Em ơi, Liên Hoa Sắc à, em đâu rồi? Em à. Sao về sớm vậy? Làm cái gì vậy? Người ta thấy sao? Ai thấy? Liên Hoa Sắc nó đi ra chợ rồi. Ủa vậy hả? Chỉ còn con Hoa Linh ở đằng sau biết thôi. Hoa Linh hả? Ừ. Giải quyết nó luôn, đưa nó. Vậy giải quyết sao? Hoa Linh à. Dạ. Thưa cha mới về. Nè, mày chạy ra chợ mua giùm tao phấn bột. Mày nhớ mua ở cửa hàng ông Quốc Đà đó nghe. Cửa hàng phấn bột đó xa lắm,
con đi chắc tới chiều mới về tới. Rồi ai nhà con rồi canh cho ngoại. Để tao coi cho. Đi mau đi. Xa mà tới chiều về. Sáng mốt về cũng được nữa. Cãi không người lớn nói không có nghe, không có cãi. Nghe lời. Đi. Đi 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 mau đi con. Đi mau đi. Dạ. Nó đi rồi. Ừ. Vậy là nhà không có ai hết đó. Mình tha hồ tâm sự. Nè. Ừ. Lần này sao đi buôn hàng gì mà lâu quá vậy? Để người ta trộm chết à. Trời ơi. Năm nay việc làm ăn khó khăn. Khó. Khó khăn lắm phải không? Ừ. Trời ơi, làm vậy? Con chừng con Liên Hoa Sắc nó thấy. Nó làm ầm lên bây giờ. Nó chưa có về đâu mà sợ. Người ta cũng muốn cho nó biết nữa kìa. Bậy bậy. Trời ơi trời 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 trời. Cho nó biết anh không có được đâu. Con sợ hả? Tôi không sợ. Sao sợ? Trước sau gì nó cũng biết thôi. Biết. Nó đang kêu bà bằng má. Rồi nó biết chuyện tôi với bà vậy. Rồi nó kêu tôi bằng cái gì? Bằng cha. Được không? Được quá đi chứ. Vậy rồi. Có sao đâu. Vậy. Trời ơi. Thì chừng đó đó hả, tôi với ông không còn lắm lét nữa. Mà mình sẽ công khai. Không sợ ai vô ngó. Mình tự do âu yên. Chẳng còn lo để ý trước sau. Làm tôi thấy bực mình. Nhưng dù sao cũng kinh đau giùm tôi. Kẻo gặp chuyện lôi thôi. Trời ơi, có gì đâu mà ông cứ sợ. Chuyện gì rồi cũng phải đến mà thôi. Ông là đàn ông mà sống ghét quá chừng à. Chẳng bằng hồn gốc của tôi. Nhưng mà tôi sợ đổ bể sùm. Rồi con dám nhìn ai. Sao? Ừ? Bình tĩnh. Ủa, tôi không xứng với ông hả? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh xuống. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Quý vị vừa thưởng thức phần 1 Vợ cải lương Liên Hoa Sắc của soạn giả Thanh Kim Huệ qua phần diễn xuất của các nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trong vai Liên Hoa Sắc, Kiều Mai Lý trong vai người mẹ, Mai Thanh Dung trong vai người vợ, Hồng Đào trong vai Hoa Linh, Hoàng Nhất trong vai Mục Kiền Liên, Linh Trung trong vai người chồng trước, Bảo Giang trong vai người chồng sau, Vũ Quang trong vai khách mua hoa, Hữu Thành và Duy Hùng trong vai đạo sĩ cùng các nghệ sĩ khác. Chương trình nhạc hội đặc biệt kỷ niệm 3 năm thành lập truyền hình vô thường sư sẽ được trình chiếu suốt tuần sau, từ thứ hai đến thứ bảy trên Văn Nghệ Thiên Cung. Phần kết của vở Liên Hoa Sắc sẽ được phát hình vào thứ năm tuần sau đó, ngày 17 tháng 9 năm 2009. Kính mời quý vị đón xem. Cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình Văn Nghệ Thiên Cung hôm nay. Xin quý vị giữ làn sóng truyền hình vô thường sư. Tiếp theo đây là lời pháp cam lộ. Cầu chúc quý vị và người thân tràn đầy ân sủng. Chúng tôi xin thân ái kính chào tạm biệt. Thank you for your company on today's enlightening entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. Coming up, His words of wisdom. We wish you and your loved ones abundant blessings. Farewell for now. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.